ở châu Âu có thể mua một căn nhà với giá chỉ bằng 1/3, thậm chí 1/4 giá thị trường, với điều kiện là người mua sẽ chỉ được nhận nhà khi mà người bán qua đời. Cái phương thức kinh doanh đặc biệt này đang được nhiều người quan tâm. Theo tờ Lexor của Bỉ, thì cách mua bán này đã tăng 5% trong năm ngoái tại Vương quốc Bỉ. Theo bài báo, người Bỉ sống lâu hơn, tuổi thọ bình quân cả hai giới lên tới 81,4 tuổi. Lương hưu lại thấp, trung bình 1.100 euro một tháng, giải thích cho hiện tượng này. Với đa số người mua thì đây là một phương thức đầu tư hơn là mua nhà để vào ở. Tờ Dossier Familial tại Pháp lấy ví dụ một căn hộ 75m2 trị giá 399.000 euro, khoảng 11 tỷ đồng Việt Nam. Chủ nhân là một cụ bà độc thân không con cái 72 tuổi. Người mua phải trả ngay cho bà cụ 60.000 euro và sau đó mỗi tháng trả tiếp 663 euro cho đến khi bà cụ qua đời, nhưng không quá 15 năm. Tính ra thì người mua chỉ phải trả nhiều nhất cũng chưa tới một nửa giá trị căn nhà. Thế còn nếu bà cụ qua đời càng sớm ấy, thì tiền mua nhà lại càng ít đi tương ứng, mà lại được nhận nhà sớm hơn. Về phía người bán ấy, ngoài số tiền nhận ngay, mỗi tháng cụ bà 72 tuổi còn nhận thêm một khoản tương đối nữa, thì cộng với lương hưu trí, mỗi tháng cũng được tới 2.051 euro để chi tiêu, khá là thoải mái cho tới lúc qua đời. Trên báo chí châu Âu có nhiều quảng cáo bán nhà kiểu này. Đây, ví dụ như trong tờ Le Figaro này. Bán nhà thông thường ấy, chỉ cần mô tả căn nhà, còn bán nhà kiểu này ấy, còn phải nói rõ là chủ nhà bao nhiêu tuổi. Như căn này chẳng hạn, 57m2 giữa thủ đô Paris, người bán là một cụ bà 86 tuổi. Người bán càng nhiều tuổi, thêm bệnh tật nữa thì giá bán nhà lại càng gần với giá thị trường. Tờ Le Soir đã đặt câu hỏi với một người vừa ký hợp đồng mua nhà theo cách này là ông có thấy lăn tăn gì không? Khi mà người bán càng chết sớm ấy, thì ông càng có lợi. Ông lại trả lời là không có gì phải lăn tăn cả. Hai bên đều mong muốn và thỏa thuận như vậy. Và hơn nữa thì luật cũng đã quy định rõ ràng. Thế còn về phía bán nhà, một cặp vợ chồng, cụ ông 74 tuổi, cụ bà 73, có ngay được một khoản tiền lớn từ bán nhà. Hàng tháng lại còn nhận thêm gần 1.000 euro nữa, nhưng mà vẫn được ở trong căn nhà của chính mình cho đến trọn đời. Đây là một cách hưởng thụ cuộc sống trong những năm tháng cuối cùng.